Xin kính chào bà con. Công ty Lưới Đánh Cá A Đẩu giới thiệu với bà con các dòng bát quái cũng như chặn sông. Đây là xưởng sản xuất trực tiếp cho bà con những cái dòng bát quái theo yêu cầu cũng như là cái dòng chặn sông, chặn mương theo yêu cầu. Thì hôm nay A Đẩu giới thiệu là cái dòng chặn mương, sản xuất gia công trực tiếp cái dòng chặn mương, khung vuông đuôi tròn, khung đầu tiên là khung 60x80 và có đuôi tròn đằng sau, giúp mục đích của bà con cái đuôi tròn là giữ tôm cua cá vào nó dễ dàng cũng như giữ thuận tiện hơn, thuận lợi hơn. Và còn cách đánh bắt như thế nào thì A Đẩu sẽ giới thiệu với bà con một cái video khác. Thì hôm nay chỉ giới thiệu và sản xuất cho bà con cái dòng chặn mương chặn sông này. Thì cái dòng này nó là cao 1m7 cho đến 1m8 chiều cao của cái dòng chặn mương chặn sông này ấy. Thì chiều dài cánh mỗi bên nó rơi vào từ 4 cho đến 5 mét bà con nha. Còn cái đuôi đằng sau nó dài 3m rưỡi. Đấy. Cái dòng này chặn sông thì rất là hợp lý, tại vì chặn cả được nước chảy cũng như là nước tĩnh. Mắt lưới của nó là 0.3 cho đến 0.5 ly, bắt tôm tép nhỏ nhất đổ lên. Thì gia công ở đây thì bà con thấy đấy, may vá cho bà con thì rất cẩn thận và kỹ càng. Thợ thì làm thủ công bâu vá các khung rất là chi tiết cho bà con. Về cách đánh bắt như thế nào thì nói A Đẩu nói giới thiệu, giới thiệu cho trước. Bà con là bà cái dòng theo dõi kênh đuôi tròn con sẽ thấy sông chặn mương bắt đầy đủ bà con nha. Cái dòng này có đầy đủ phao chì cho bà con để giúp cho bà con có nhu cầu đặt hàng số lượng nó hiệu quả cũng như là xỉ lẻ thì bà con muốn liên hệ lấy hàng này có thể Zalo với A Đẩu qua số điện thoại giá sản phẩm ở phía trên màn hình là 380.000 cho cái hàng nhất đuôi chuột và 550.000 cho cái bà con nhớ là đăng ký kênh cho A Đẩu cũng như đặt hàng khung vuông đuôi tròn. Xin cảm ơn bà con, hoặc là bà con muốn biết chi tiết liên hệ Zalo Lưới Đánh Cá A Đẩu.com. Xin cảm ơn bà con, xin cảm ơn.